Hello hello, xin chào tất cả anh em nhé. Đang cầm trên tay để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái máy phát điện của Daewoo Matiz 2, Matiz 3. Lắp được cho Matiz 1 nhưng với điều kiện là chúng ta sẽ về phải chuyển đổi cái bu li anh em nhé. Từ chân này, giác cắm này, giác cắm máy phát, giác cắm VC đều như nhau. Dạ đây, giác là nó sẽ ra hai giác ghim. LR là chúng ta biết âm dương luôn đấy. Đây, hàng của hãng Valeo Korean. Đấy, đây, chúng ta cùng nhìn sơ qua nhé. Đây là hàng máy phát mới 100% anh em nhé. Không có phải hàng sơn tút nên anh em có thể nhìn này. Chờ một chút. Lớp đồng. Tất cả các con ốc nhé. Ta nhìn là cũng như hàng tân trang lại thì nhìn sơ qua qua các con ốc. Và biết ngay đây. Đấy. Đây. Hôm nay chuyển cho anh em là để lắp xe Matiz 3. Đấy. Bản 4VK nhé. Em đi bản VK. Anh em mà cần tư vấn hỗ trợ thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.